In. 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 Knock, knock, in. In, knock, knock, in. Yeah.
Thank you.
Dán đấy, sao dán được? Nó có mẫu của nó, cái thùng này kính được bê cắt đấy. Mình có tiền mua đồng hồ sapphire, không dán ni lông được. Dán như này này, kính được đâu dán được, kính được nó thành một khung rồi, đâu cắt được. Này có ba chạm mình cũng làm được.
mưa đi, mưa cái tiền nè. Để lên gì? Thế mà đến chơi vui hơn, đắp người lên dưới thì nghèo ra ngoài Bắc thì đúng hơn đấy. Và mất nhiều cái vui lắm, phải biết gì hết. Rau mà ở nhà không biết rồi, không đi ăn uống. Bác ăn tiếp vui hơn về công an nhiều mà xem tiếp là bác luôn bữa này ra đây bác ăn thử rẻ lắm, nó sát Trung Quốc mà Trung Quốc nó là cái nôi quần áo. Vì nó ngày xưa nó là con đường tơ lụa là từ Trung Quốc đi sang Ấn Độ sang cái châu hiểu chưa, thì con nó là gốc con nó tơ lụa là nó đúng không, đi qua sa mạc đi qua Ấn Độ rồi này. Đi qua Ba Tư rồi đi đến đâu đó Việt Nam mình cái kim giờ có đâu làm được đâu mà làm nó như nó. Con trai học áo ở sườn sáng của nó. Chế gì á? Cái sườn sáng nó gốc từ Việt Nam mình chế ra áo dài. Nó có nó đẹp hơn nhưng còn nó có cái đẹp của nó chứ. Việt Nam mình áo dài có cái lối quần không? Như thường phán nói thì cũng có cái máy có quần. Mình sáng mới online giữa áo bà ba với cả áo dài của Việt Nam. Việt Nam mình là áo bà ba mà áo dài là học theo thời gian nữa hiểu không? Nó đã nhảy mình nhảy theo. Như vụ không có đốt pháo là nói ta chết thì Việt Nam mình học theo ấy. Cấm đốt pháo à? Được rồi. Nó cấm trước thì Việt Nam cấm theo. Rồi cái vụ cái đợt ngày xưa là cấm cho game 2 tiếng một ngày á. Cái đồ này tao bắt cả những cái trò game như những game nó không cho chơi quá 2 tiếng hoặc 5 tiếng á, làm những bỏ nói ra trước còn người đang học theo người nó bỏ rồi nó đâu nó bỏ đâu ngại bỏ ngại quá đốt táo vậy đốt táo của nó bây giờ nó cũng một số tỉnh thành nó đâu đốt táo rồi nó bỏ ấy Việt Nam đâu dám bỏ đâu bỏ rồi nhái nó người cái nét nó đâu mà phải đốt táo nữa là đi cấp. Đi Nhật Bản thì vẫn để đốt pháo bình thường, còn nó ít nó đốt nó bình thường thì thôi. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đốt pháo bình thường. Việt Nam mình học theo là mất nghĩa bên truyền thống. Này mẹ đó thì ăn học ở đâu? Ở đâu trời á? Đâu rồi? Tại em thích cái gì? Nghe nó cũng được. Nghe là nghe thằng Văn Bin, Văn Bin nó đóng á. Người thằng ấy nó đóng. Yeah.
đẹp không? Ở chùa nó dài không? Đúng rồi. Cái thằng ngày xưa đóng phim nổi tiếng ấy, người trẻ đẹp lắm, nhưng già cũng già nó gì đâu. Đi lên nó mà đến đây ta xử lý luôn này. Đó, mà đẹp trai thích à. À, rồi. Ừ. Đến mặt lạ này. Đó. 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 Đang quay phim ấy. Mặt lạ rồi, đám này mặt gãy răng buồn. Sinh viên của nước ngoài là học ở đâu? Em giao của Mỹ làm được theo Nhật. Các bạn. Bước đây mòn luôn. Dạ, xem được mòn mấy là xem được mòn đi. Mà trên YouTube đầy có cuối đôi môn trở về hôm nay cái ngủ. Đã xuống ngủ. Ta. Nếu mà nó đi mấy đâu, nó đi cái nói rồi. Thực tế bác sĩ đến mấy tuổi mà nó đâu có tầm cuối đâu. Tầm cuối nó vẽ thêm mấy cái thằng cao nó vẽ thêm.
trời. Hôm nay mình có mấy chuyện khó chứ như này. Nói chuyện thì đại chủ yếu là chiến ấy. Hôm nay chiếu kênh Red phát vô ghét rồi. Tôi là chiến của Việt Nam ấy. Nhìn nó chung nữa, nó được. Khi nó cũng được. Bây giờ nó học theo Nhật Bản thì nó vẽ cái gì đó mình quốc gì hả? Thì chả vẽ được, nó chả chỉ như vậy. Nhiều người vẽ, nhiều chuyện phải không? Đầy đậm đầy ấn mật nó cả tỷ người, nó phải có nhiều người giỏi như đâu nữa. Tất cả nó làm luôn như tiếng Anh ấy. Nó xuất bản ở toàn thế giới. Thế là mày như cô Nam cũng vậy. Để anh một suy nghĩ thật cảm như này. Trời ơi, như trước gì trước, nó đến đầu mình đến đó. Tất cả cái chuyện như vậy. Người học đời người dễ đi trước một bước thôi thì mình không đâu. Chuyện dài đâu vẽ được. Bây giờ nghe nghĩ cả trăm năm, nghìn năm mới vẽ ra được trăm năm rồi. Đâu? Ờ? Ừ, của gì người ta vẽ, người ta phải nghĩ đến đâu người ta đó. Bây giờ cái cảm xúc mình đâu hiểu, mình phát là ra một đống rồi. Tôi hôm nay giống như đây cái chuyện này hôm sau nó sẽ khác vẽ ra đi. Giờ người ta phải suy nghĩ à hôm nay cho thằng nào đến đây đó, thằng kia giúp thằng nào đó. À, nó gọi là cái cảm hứng giống như nhà văn đến đây mà nó muốn nói với tôi gọi là cái cảm hứng nó khó mới biết được. Giờ em nghĩ là cái chuyện này hay đấy. Có cái chuyện gì vậy? Chuyện này hết rồi, nó biết xong rồi, nó có chuyện khác rồi. Nó nghĩ liên tục đi. Đúng rồi, mà nó nghĩ chuyện khác, nhiều chuyện đi. Đấy. Đấy.
Như ông cô Phi Dô cũng vậy, ngày xưa ông vẽ cả mười mấy chục năm, đến lúc mà ông ấy vẽ để thời gian người ta theo dõi từng câu chuyện một đấy, là cả một tháng người ta mới đầu là một câu chuyện Pokemon, nhưng mà vẫn chấp nhưng mà nên tập như Việt Nam mình nhớ không, nó giống kiểu như để trực tiếp ấy. Khi truyền hình vậy, khi truyền hình em thấy hôm nay truyền hình á, khi hồi giờ mặt trời á, em sao một cái đợt mà xem mà trên TV nó khoảng cỡ tuần hai tuần nữa là chị ngủ bộ phim thì nó đang đóng ở trong nhà chơi rồi mới xem, chứ không phải là nó dư ra một cục đi đâu. Đâu em muốn xem mà lúc mà nó đang bên Trung Quốc mà đang sốt ấy, nó đang xem một tuần nó mới xem được một bộ, hoặc là hai tuần mới xem một bộ phim một tập ấy đó. Và nó đưa lên mạng là nó hết rồi. Nó dưới lên đâu, nó chiếu TV người xem nó. Lúc người đang xem tập 6 à, thì người đang ngồi dưới tập 7. Đấy, xong tuần sau nó lại chiếu tập 7. Thôi em xem tập 7 mà người đang nó dưới tập 8. Đấy, nó ra một cục rồi vẫn tắt em đâu. Khi truyền hình mà. Khi mà là em mà bộ phim nào mà em đang xem ấy, như là cô giáo tôi đang tuổi ạ. Em đang xem tập 100, em đang diễn tập 200, nó diễn lâu, nó vẫn đang diễn tiếp, nhờ vẫn đang đọc, vẫn đóng phim tiếp. Đấy. Còn những bộ phim nào mà người ta nhìn nó xem, người cảm giác người ta đang diễn mà thấy cảm giác người ta xem ít quá, nó sẽ ngừng diễn, nó không chiếu nữa, nó không diễn nữa. Người ít người xem quá, đâu phụ được mà diễn. Nhưng cục lỗ à? Em đi xem mỗi bộ phim Việt Nam mình nên xin truyền hình ấy, của Trang ấy, kiếm được ý định là khoảng 100 tập nghìn. Đến được 20-30 tập là thấy ít người xem quá là bỏ, không nghĩ nữa. Không làm thôi. Anh thì chắc là con đó hiểu biết kém này nó. À đẹp hả? Chắc là dại rồi. Gì ta? Con lấy cô ta. Yeah.
Đã ra đi thế. Em ra kia nên đá 46 em cưa thành cái đá không chịu. Đá nằm đường. Đâu cần gì em vào em lấy nước ấy. Em cho thằng đá thủ đá nằm đá không chịu. Rồi, thì đá nước đi. Cái đá này, đá trong cái thùng đá nhà em ấy. Nick này cái ông thuyền trưởng là bị được di chuyển thời gian đó. Ông ấy di chuyển đến hiện đại đến sống đến báo mà đọc giả thiết gì thật đấy. Ông ấy di chuyển lên hiện đại. Tất cả những hàng một thuyền trưởng di chuyển. Yeah.
thật nè. Không nhận sao vì Mỹ nó không muốn nổi cái mặt nó ấy. Cái năm nay ông mà ông bảo mặt ông cũng bảo ông báo mà tôi cần đi có mốt cái mặt về liền hành tinh Clinton, vắt nhau lên cho nên mổ bộ mẹ kiểm tra. Nó qua mình xin vật nã nó phải kiểm tra người mình có cái gì. Thank you.
rồi.